em muốn hỏi chị quá. Hình như hôm nay có cái sự khác khác đúng không? Hơi khác khác là gì? Có cái đôi môi hơi khác khác một tí đúng rồi. Không? Mà hôm nay là đánh viền lên nên anh em đâu, cho nên là cho nó dày dặn lên, nó theo kiểu đam mỹ. Hôm nay là đánh tại vì một lát nữa là phải đi theo dự cái việc của bên đây chị Sân Dương Sân Vàng với thầy em Thái Lan. Dạ. Cho nên là make up hôm nay sẽ theo cái kiểu cách của Thái, thường mắt phải xích rồi là làm cái thứ cho nó khác khác một tí. Nhưng mà sau cái lời giải thích này thì cũng thấy giống cô Thái Lan rồi đấy. Đấy. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.